Hot girl U20 nữ Việt Nam tuyên bố đanh thép trước bóng giới châu Á, người hâm mộ an tâm bội phần. U20 nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á năm 2024 với ngôi nhất bảng. Ở vòng loại thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri sẽ đối đầu với các đối thủ U20 nữ Australia, U20 nữ Lebanon và U20 nữ Iran. So với vòng loại thứ nhất, các đối thủ ở vòng này đều có phần vượt trội hơn các cầu thủ của U20 nữ Việt Nam về thể hình cũng như trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của đội trưởng Bảo Trâm, cô và các đồng đội không hề ngán bất cứ đối thủ nào. Chia sẻ tại họp báo trước vòng loại thứ hai, trung vệ sinh năm 2004 cho biết, vòng loại đầu tiên đối thủ U20 nước Việt Nam có trình độ thấp hơn, nhưng ở vòng này thì trình độ chuyên môn của các đội đều ngang hoặc hơn Việt Nam. Ngay trận đấu đầu tiên, U20 nước Việt Nam đối đầu với U20 nước Iran. Đây là một đối thủ khó chơi nhưng tôi và toàn đội sẽ cố gắng giành 3 điểm ở trận đấu tới. Với cá nhân tôi, là một trung vệ và việc được đối đầu với những đối thủ vượt trội hơn về thể lực, thể hình, chuyên môn là cơ hội tốt để tôi thể hiện khả năng của mình. Với bản thân tôi thì tôi không ngán bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, huấn luyện viên Akira Iziri cho biết U20 nước Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu ra quân. Chúng tôi tìm hiểu về đội tuyển U20 nước Iran và biết đây là đội bóng rất mạnh về kỹ thuật cá nhân. Họ cũng sở hữu nền tảng thể lực và tư duy chiến thật tốt. Chúng tôi chuẩn bị kỹ càng cho từng trận đấu và chưa thể nói nhiều về trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển nữ U20 Australia vào lúc này. Huấn luyện viên trưởng Akira Iziri cho biết, tuyển U20 nước Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 2 Iran vào tối nay ngày 3 tháng 6. Sau đó đội tuyển nước Việt Nam lần lượt đối đầu với Lebanon ngày 5 tháng 6 và Australia vào ngày 7 tháng 6. Xét về tương quan lực lượng tại bảng A, U20 nữ Australia tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với 3 đội còn lại. Chính vì thế, vì mục tiêu thực tế nhất của thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri là giành ngôi nhì bảng. Vị trí này vừa đủ để U20 nước Việt Nam có được tấm vé đi tiếp. Đối thủ trong ngày ra quân của đội tuyển U20 nước Việt Nam là đội tuyển U20 nước Iran. Đội bóng đến từ Tây Á đang nỗ lực để có được thành tích tốt trước đội chủ nhà. Huấn luyện viên Morgan Gianajati cho biết, sau vòng loại đầu tiên chúng tôi đã cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ hai. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trước đội tuyển U20 nữ Việt Nam. U20 nữ Iran vượt qua vòng loại thứ nhất với thành tích toàn thắng. Ấn tượng nhất là chiến thắng 1-0 trước Bangladesh ngay trên sân khách, trong khi tuyển U20 nữ Lebanon đi tiếp khi giành 7 điểm sau 3 trận và đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Cả hai đối thủ này đều là những thử thách không hề dễ dàng dành cho thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri. Tuy nhiên, về lợi thế sân nhà, U20 nữ Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá có nhiều cơ hội hoàn thành mục tiêu đứng nhì bảng để góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2024. Tất cả các trận đấu thuộc bảng A, vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á năm 2024 sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngoài tin tức về các cô gái trẻ, hôm nay bóng đá nam cũng có nhiều biến động. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tiền đạo Đinh Thanh Bình đã được huấn luyện viên Châu Giê triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu quốc tế FIFA Day tháng 6. Trước đó, trong ngày 2 tháng 6, huấn luyện viên Châu Giê đã công bố danh sách 33 cầu thủ được gọi lên tuyển. Với sự góp mặt của Đinh Thanh Bình, quân số tập trung của đội tuyển Việt Nam là 34 cầu thủ. Đinh Thanh Bình hiện đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Ở mùa giải này, tiền đạo này thi đấu rất tốt mỗi khi được huấn luyện viên Kiatisak trao cơ hội. Tính đến thời điểm này, Đinh Thanh Bình đã có được một bàn ở V-League năm 2023 trong chiến thắng 1-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước Hà Nội FC tại vòng 10 V-League năm 2023. Đinh Thanh Bình là người mang về quả phạt đền cho đội bóng Phố Núi. Mặc dù đang có phong độ tốt, nhưng Đinh Thanh Bình bị treo giò ở vòng 11 V-League năm 2023 vì tích lũy đủ số thẻ vàng. Sau đó, cầu thủ này hoàn toàn có thể lên tập trung sớm cùng đội tuyển Việt Nam. Sau khi đó, Văn Quyết chính là cái tên gây nhiều thắc mắc nhất khi quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 lại không được gọi lên tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1991 luôn là nhân tố quan trọng giúp đội bóng thủ đô thống trị giải quốc nội. Tuy nhiên, giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo nắm quyền từ năm 2017 đến đầu năm 2023, Văn Quyết vẫn nổi bật ở câu lạc bộ nhưng vì không phù hợp với triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc nên không được trọng dụng. Lên thay huấn luyện viên Park Hang-seo, đợt FIFA Days hồi tháng 3, ông Philippe Chojie có triệu tập Văn Quyết, sau đội tuyển Việt Nam không có bất cứ trận giao hữu nào. Lần này có cơ hội chứng tỏ bản thân với nhà cầm quân có biệt danh phù thủy trắng, nhưng Văn Quyết lại bị ngó lơ. Thực tế, việc Văn Quyết vắng mặt trong đợt triệu tập lần này có thể không phải vì lý do chuyên môn hay không phù hợp mà do anh đang chịu án kỷ luật. Thủ quân Hà Nội FC đang chấp hành án phạt treo giò 8 trận do có hành vi không đúng mực với trọng tài sau trận đấu ở vòng 7 V-League năm 2023.
Đây là rất đáng tiếc cho cá nhân Văn Quyết vì anh sẽ lỡ cơ hội thi đấu hai trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội Hồng Kông Trung Quốc và đội tuyển Syria. Ngày 2 tháng 6, huấn luyện viên Philippe Jorge đã công bố danh sách 33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt hội quân dịp FIFA Day tháng 6 năm 2023. Trong số này, đáng chú ý nhất là có sự góp mặt của 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đó là Nguyễn Quang Hải, câu lạc bộ Pau Pháp, Nguyễn Văn Toàn, câu lạc bộ Seoul Island, Hàn Quốc và Nguyễn Công Phượng, câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản. Trái ngược với đồn đoán ban đầu về cơ hội tập trung đội tuyển quốc gia của Quang Hải, Công Phượng, họ vẫn có tên trong danh sách dù không được câu lạc bộ chủ quản trao cơ hội thi đấu thường xuyên. Trong trường hợp này, có thể hiểu được quyết định của huấn luyện viên Jorge. Ông lựa chọn những cầu thủ này vì đẳng cấp của họ đã được khẳng định. Đây cũng là những nhân tố quan trọng từng làm nên thành công dưới thời ông Park Hang-seo. Việc góp mặt trong danh sách lần này cũng là để ông Jorge có sự đánh giá cụ thể với những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn. Lần tập trung này có thể họ sẽ là đối tượng thử nghiệm của ông Jorge. Những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu vì bị hoài nghi về phong độ sẽ có dịp thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó cũng sẽ là cơ hội để ông Jorge đưa ra quyết định có tiếp tục sử dụng họ hay không ở những lần tập trung tiếp theo. Bên cạnh đó là những cái tên mới, trong đó phải kể tên là thủ môn Minh Toàn, Bình Dương, Đinh Triệu, Hải Phòng. Đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Lê Phạm Thành Long hiện đang chơi cho Đông Á Thanh Hóa với phong độ cao, hay như Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Cầu thủ được biết đến với lối chơi đa năng và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Những tên từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam trước đây như Trương Tiến Anh, Lâm Ti Phong, Triệu Việt Hưng. Một gương mặt đáng chú ý là Smith Adiano. Trung vệ Việt Kiều này có tên Việt Nam là Bùi Đức Duy, từng được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên hồi tháng 3 năm 2022, nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Đây là những nhân tố mà huấn luyện viên Jorge và các cộng sự đã chấm được qua những lần dự khán các trận đấu tại V-League. Những cầu thủ phần nào đã thể hiện tốt ở câu lạc bộ của mình, tuy nhiên khi lên đội tuyển quốc gia có thể sẽ là câu chuyện khác, do đó đây cũng là những nhân tố để ông Jorge thử nghiệm. Hồi tháng 3, đội tuyển Việt Nam mới chỉ tập trung ngắn ngày để làm quen với huấn luyện viên Jorge, nhưng sắp tới sẽ là khoảng thời gian mà ông thầy người Pháp sẽ vào việc cụ thể. Dù huấn luyện viên Jorge vừa thất bại ở SEA Games 32 cùng U23 Việt Nam, tuy nhiên đó là giải đấu mà nhìn một cách tích cực. Ông vẫn có dấu ấn trong việc xây dựng lối chơi cho U22 Việt Nam, đó được dự báo là phong cách mà ông tiếp tục áp dụng vào đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai trận đấu giao hữu quốc tế, lần lượt gặp Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 tại sân Lạch Tray Hải Phòng và gặp Syria ngày 20 tháng 6 tại sân Thiên Trường Nam Định. Đây là lần hai trận đấu ra mắt của ông Jorge ở đội tuyển quốc gia. Những trận đấu này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình lối chơi và nhân sự ở đội tuyển Việt Nam. Nếu như đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn thì Syria được xem là đối thủ mạnh. Điều này giúp ông Jorge có thêm tính toán những đội hình ra sân khác nhau. Với 33 cầu thủ được triệu tập, nhiều khả năng đều sẽ được trao cơ hội. Đây là dịp để ông Jorge có những thử nghiệm mới ở tất cả các vị trí. Đội tuyển Việt Nam mới chỉ bước vào giai đoạn khởi động cho ASEAN Cup năm 2023 và vòng loại World Cup năm 2026. Huấn luyện viên Jorge sẽ có nhiều việc phải làm cho một kế hoạch dài hơi.